Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để Nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Ngày hôm nay, Nhà Phương Đông xin giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu biệt thự 2 tầng phong cách tân cổ, mang mã số L2-2314. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được Nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L2-2314, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 17m, chiều sâu là 11,8m, diện tích sử dụng khoảng 312m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm phòng khách, phòng thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, sân chơi và sân phơi. Một điều có thể dễ dàng nhận thấy, đó là căn biệt thự được thiết kế hướng tới không gian mở thoáng đãng, mát mẻ. Các bạn có thể thấy, khi đi từ cửa chính vào, chúng ta sẽ tới phần đại sảnh rộng rãi, diện tích 26,8m2. Với thiết kế thông tầng độc đáo, đây không chỉ là khoảng đệm giúp ngăn cách không gian trong ngoài và kết nối các khu vực với nhau, mà nó còn mang tới sự thông thoáng, bề thế, giúp thu hút ánh sáng tự nhiên, gió trời và nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. Các vị khách tới chơi có thể dừng lại ở đây để chỉnh trang y phục trước khi bước sang phòng khách ngồi trò chuyện cùng gia chủ. Những khi có dịp tụ họp đông người, không gian này còn có thể sử dụng linh hoạt để làm nơi vui chơi hay nơi đặt thêm bàn ghế ăn uống. Hệ cầu thang lên xuống cũng được kết hợp ở đây với thiết kế xoắn ốc nổi bật, tôn lên sự mềm mại, thanh tao, mang tới vẻ đẹp kiêu sa, bề thế và thể hiện sự đẳng cấp của công trình. Phía sau này sẽ là một vệ sinh 5,2m2 sử dụng chung cho tầng 1, rất kín đáo và sạch sẽ. Gia chủ có thể bố trí lối điều dưới gầm cầu thang, kết hợp với tiểu cành khô để tăng tính thẩm mỹ và sắc xanh sinh động cho không gian. Phòng khách 31m2 sẽ nằm ở khối nhà, phía bên trái, được bố trí bộ sofa bàn trà, kệ TV chất liệu gỗ kết hợp bọc da. Tạo hình nội thất không quá cầu kỳ nhưng rất sang trọng, sẽ mang tới không gian tiếp khách, tụ họp gia đình vừa ấn tượng độc đáo, vừa có cảm giác thoải mái, gần gũi. Phía bên phải sẽ là khu vực phòng bếp kết hợp bàn ăn, diện tích 39,3m2, không gian rộng rãi, được sắp đặt khoa học, hợp lý với hệ tủ bếp, bồn rửa, tủ rửa chạy sát tường. Ở giữa là bàn đào, không chỉ giúp trang trí, tạo điểm nhấn và phân tách không gian, mà đồng thời nó còn giúp tăng thêm diện tích lưu trữ và có thể sử dụng như một bàn ăn nhỏ lúc ăn sáng, ăn nhẹ ít người. Bàn ăn chính rộng mở sẽ là nơi để cả gia đình quây quần thưởng thức những món ngon nóng sốt. Chúng tôi cũng thiết kế một cửa phụ ở đây, giúp thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày, kết hợp với hệ cửa sổ, ô thoáng mở lớn, nên sẽ tránh được việc mùi thức ăn ảnh hưởng tới các không gian khác trong nhà. Bàn thờ được đặt ở trung tâm tầng 2, hướng ra mặt tiền đúng với phong thủy. Thiết kế mở thông tầng sẽ giúp khu vực này có đầy đủ ánh sáng và sự thoáng khí, mang tới không gian thờ cúng trang nghiêm, yên tĩnh mà không bị bí bách dù có sử dụng nhiều hương khói. Căn biệt thự có 4 phòng ngủ, phù hợp cho gia đình có 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống. Trong đó một phòng diện tích 24,8m2 được đặt ở tầng 1, có thể dành cho ông bà để tránh việc phải lên xuống cầu thang nhiều. Căn phòng này cũng được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 5,4m2, nên rất thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. 3 phòng còn lại được đặt ở tầng 2. Các bạn có thể thấy hai phòng diện tích nhỏ hơn 16,1m2 và 15,5m2 thì sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 4,3m2 ở giữa. Phòng ngủ lớn hơn 24m2 thì cũng sẽ được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 4,2m2. Đây sẽ là những không gian riêng tư, yên tĩnh cho các thành viên ngủ nghỉ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, ở tầng 2 còn được thiết kế một sân phơi 7,3m2 và một sân chơi 11,9m2, giúp sinh hoạt của gia đình thêm tiện nghi và thoải mái. Các bạn thấy thiết kế như vậy có hợp lý không ạ? Tiếp theo đây, hãy cùng Nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về căn biệt thự này nhé. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chúng ta cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp, sang trọng và bắt mắt của công trình. Được sử dụng hệ thống phào chỉ đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, cùng với đó là gam màu trắng chủ đạo cùng phần hình khối vững chãi và hệ mái nhật bề thế, đã mang tới một vẻ đẹp ngoại thất, nổi bật và khó bị trộn lẫn. Thiết kế thông tầng và hệ thống cột trụ là điểm nhấn hoàn hảo cho mặt tiền, không chỉ mang tới tỷ lệ cân đối, đồng thời còn giúp không gian bên trong thêm phần sáng rộng. Các hoa văn chi tiết trang trí và chiếc đèn chùm càng làm công trình thêm phần xa hoa, lộng lẫy. Thiết kế chân đế nâng cao với hệ bậc ngũ cấp mở rộng cho căn nhà sự kiên cố, vững chãi, lại chống bụi bẩn, đọng nước. Việc di chuyển ra vào cũng rất dễ dàng. Hệ cửa với các ô kính lớn cùng lan can ban công chất liệu hoa sắt tinh tế mang tới không gian mở thoáng đãng, thu hút tối đa ánh sáng tự nhiên và cho sự lưu thông không khí tốt. Tính thẩm mỹ cũng được nâng cao hơn nhiều mà không cần những chi tiết cầu kỳ, rườm rà. Hệ mái nhà rất phù hợp với thời tiết nước ta, chính là sự lựa chọn tối ưu. Hệ mái có độ dốc thoải mái, giúp nước mưa dễ thoát, tránh ứ động, đặc biệt là tản nhiệt tốt, cho nội thất luôn mát mẻ. Căn biệt thự có ưu thế về khoảng đất rộng rãi, chính vì vậy các kiến trúc sư có thể thỏa sức sáng tạo khi quy hoạch sân vườn, mang tới những giá trị thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư. Gara để xe và khoảng sân rộng lát gạch sạch sẽ cũng rất thuận tiện khi sử dụng hàng ngày.
Đây quả thật là một không gian sống đáng mơ ước đúng không ạ? Các bạn hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.